Hello, trong clip này Dung sẽ hướng dẫn cho các bạn mới tập chơi một số cái bài hát cơ bản, mà trong những cái bài hát này nó chỉ xoay quanh 4, 3 hoặc 4 cái hợp âm đơn giản thôi, rất là dễ để cho các bạn thực hành. Trước khi vô với bài học hôm nay á, thì các bạn cho Dung xin một vài giây nha. Dung muốn gửi lời cảm ơn đến các bạn mà đã donate cho Dung. Em xin cảm ơn anh Rory. Em không biết phát âm tên của anh có đúng không nữa, tại vì tiếng Anh của em cũng khá là kém. Nếu mà có sai thì anh bỏ qua nha. Và em xin cảm ơn anh Khắc Long và bạn Quỳnh Như. Và Dung xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nguyễn Lê Hoài Linh. Cảm ơn mọi người đã gửi tặng Dung những cái món quà rất là dễ thương. Dung cũng đã gửi lời cảm ơn đến những bạn đã donate cho Dung trước đó ở trong những video clip trước. Dung xin chúc mọi người có thật là nhiều niềm vui và may mắn trong cuộc sống, đặc biệt là sẽ luôn giữ được tình yêu với cây đàn nha. Ok, đối với những bạn mà mình mới tập đàn á, thì các bạn nên xem trước cái video clip guitar cơ bản này của Dung. Là Dung có hướng dẫn cách luyện ngón nè, rồi nói về hợp âm. Và thêm một cái clip thứ hai này là người mới tập chơi thì chơi bài gì. Đó là Dung cũng chỉ cái cách đánh cơ bản. Còn trong clip này thì mình sẽ thực hành nhiều bài hát hơn nữa, nhưng mà chỉ trên 4 hợp âm cơ bản thôi. Đó là hợp âm đô trượng, hợp âm la thứ, hợp âm pha trượng và hợp âm son trượng. Chút nữa mình sẽ đến cụ thể với từng hợp âm nha. Và các bạn lưu ý thêm cho Dung một điều là ở mỗi bài hát á, thì mình sẽ có nhiều cách đệm khác nhau. Tuy nhiên ở trong clip này là mình đang thực hành cơ bản thôi, cho nên là các bạn sẽ tập cho Dung hai tiết tấu, đó là tiết tấu rải ballad và tiết tấu blue ha. Đầu tiên thì mình sẽ ôn lại cái phần hợp âm trước nhé. Mình sẽ có hợp âm đô trượng thì ký hiệu là chữ C ha. Đây, các bạn bấm ngón tay giống như thế này, giống như trên hình minh họa đó, ngón trỏ, ngón giữa và ngón áp út. Dây bass của mình sẽ là dây số 5. Dây đàn của mình á, từ trên xuống dưới nó sẽ là 6 5 4 3 2 1. Và ba dây trên cùng này được gọi là ba dây bass, ba dây dưới này được gọi là ba dây chép. Thì mỗi hợp âm á, nó sẽ tương ứng với một dây bass. Ví dụ như đô trượng thì dây bass là dây 5. Đó, thì cái ngón cái của mình sẽ đánh dây 5 ha. Còn ba ngón còn lại mình sẽ phụ trách ba dây dưới này. Ngón út không có xài ha. Ba ngón còn lại là ngón trỏ này, ngón giữa và ngón áp út, mình sẽ phụ trách dây 3, dây 2 và dây số 1. Hợp âm tiếp theo là son trượng này, ký hiệu là chữ G. Dây bass lúc này sẽ là dây số 6 ha. Hợp âm son trượng các bạn có thể bấm như vậy cũng được, hoặc là mình sẽ không xài ngón út, mình bấm cái ngón áp út xuống dưới cùng này cũng được. Được chưa? Rồi, tiếp theo đó là hợp âm la thứ, ký hiệu là chữ AM. Đây, ngón trỏ này, ngón giữa và ngón áp út đặt cùng ngăn thứ hai đây. Dây bass sẽ là dây số 5. Hợp âm tiếp theo đó là hợp âm pha trượng, ký hiệu là chữ F. Hợp âm này Dung thấy cũng khá là nhiều bạn sợ bấm. Tuy nhiên là các bạn cố gắng mình tập bấm cái hợp âm này nhé, tại vì nó cũng là cơ bản thôi và mình sẽ gặp ở rất là nhiều bài. Pha trượng thì mình sẽ có thế tay chặn hoặc là thế tay mở ra như thế này. Tuy nhiên là đối với các bạn mà mới tập thì mình chưa chặn được. Mình sẽ bấm như vậy ha. Các bạn dùng ngón trỏ mình đè cùng một lúc hai dây số 1 và số 2 của ngăn thứ nhất. Khi mà các bạn đè hai dây này á, thì cái phần ngón tay này của mình nè, mình thẳng ra chỗ này. Chứ nếu mà các bạn gập vô như vậy thì nhiều khi mình không có đủ lực để mình giữ nó ha. Thì mình sẽ hạ cổ tay xuống nè. Xong rồi cái ngón này mình sẽ đè hai dây này. Được chưa? Mình có thể hơi nghiêng xéo một chút về phía đầu đàn. Nó để mình lấy cái điểm tựa đó. Ngón cái đằng sau thì mình ôm cái cần đàn mà chỉ cần ôm hờ hờ nhẹ nhẹ thôi, không cần phải gồng lên đâu. Xong rồi tới ngón giữa nè. Rồi tới ngón áp út. Đó, khi mà Dung bấm hợp âm thì cái ngón tay của Dung nó sẽ có xu hướng nó xéo về phía đầu đàn như vậy. Đó, còn nếu mình bấm thẳng như vậy thì cũng rất là nhiều bạn bấm được. Tuy nhiên là nếu mà đối với Dung á, thì Dung bấm như vậy có thể nó sẽ không có đủ lực. Cho nên là Dung cũng chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn là mình sẽ hơi nghiêng một chút về cái phía đầu đàn như vậy. Đó, còn ngón ngón trỏ chỗ này mình thẳng ra như vậy nè. Đừng có gập ha, đừng có dùng một một đốt. Mình dùng hai đốt thì mình sẽ có lực, mình đè hơn. Đó, thì lúc này dây bass sẽ là dây số 4 ha. Đó, dây bass là 4 nè. Khi mà các bạn bấm á, thì mình cố gắng mình bấm cái ngón tay nó gần gần với cái thanh sắt chỗ này nè, để cho nó giảm cái lực bấm, nó sẽ đỡ đau tay. Dung có nói ở cái video clip guitar cơ bản số 1 á. Còn nếu mà các bạn để xa như vậy thì mình sẽ phải dùng lực nhiều hơn. Đó, nhiều khi mình không đủ lực nó sẽ bị tịt như vậy. Đó, tiếng nó rất là ghê, nó không có được tròn tiếng. Còn một trường hợp nữa là các bạn có thể sử dụng hợp âm pha major 7 để mình thay thế cho hợp âm pha trượng.
thì ký hiệu của file Major 7 là Dung có để trên màn hình á, là mình cũng bấm giống như file vậy á, nhưng mà cái ngón trỏ mình sẽ không có cần phải đè dây số 1 nữa. Đó, mình sẽ nhấc lên như vậy luôn. Cũng dây bass là số 4. Sau khi mà các bạn tập bấm từng hợp âm quen rồi á, thì các bạn sẽ tập chuyển hợp âm, có nghĩa là mình sẽ chuyển từ hợp âm này qua hợp âm kia. Bây giờ các bạn sẽ tập cho Dung là chuyển từ hợp âm đô trưởng qua son trưởng, xong rồi qua la thứ và qua pha trưởng nha. Này, đô trưởng nè. Rồi bây giờ qua son trưởng, trước tiên là các bạn phải thuộc cái thế bấm của cái hợp âm đó đã ha. Xong rồi khi mình chuyển thì các bạn có thể lên cái ngón tay vào dây bass trước nè, lên ngón giữa trước, sau đó đặt ba cái ngón còn lại vào. Rồi các bạn quan sát lại nha, đô nè, xong mình đặt ngón giữa lên, sau đó đặt những ngón còn lại vào. Làm lại lần nữa nha. Đô, son. Đó, mình đánh dây bass trước thì mình sẽ đặt nó trước, xong rồi mình đặt những ngón còn lại vào. Rồi sau đó mình sẽ chuyển qua la thứ. Thì hợp âm la thứ là mình đánh dây bass là dây 5 nè. Dây 5 thì cái la thứ không có cần giữ vào dây 5, cho nên các bạn có thể vào ngón trỏ trước để làm điểm trụ, sau đó mình sẽ đặt hai ngón còn lại vô cũng được. Hoặc là các bạn vô ngón giữa trước xong rồi đặt hai ngón còn lại vào. Đó, làm lại nè, son trưởng nè, rồi về la thứ, trỏ xong hai ngón còn lại. Hoặc là son trưởng, về ngón giữa xong rồi đặt hai ngón còn lại. Nhưng mà khi các bạn quen rồi á là các bạn sẽ đặt được cùng lúc ba ngón luôn như thế này. Bập. Đó, mình bập được một cái là mình sẽ chụp được ba ngón luôn. Tiếp theo từ âm la thứ mà qua pha trưởng thì mình lại lên ngón áp út trước, sau đó đặt hai ngón này vào. Làm lại nè, la thứ. Thực ra cái la thứ mà qua pha là có điểm chung là ngón trỏ nè, cho nên ngón trỏ mình giữ nguyên ha. Xong rồi ngón giữa mình sẽ hạ xuống một dây, ngón áp út mình sẽ đặt lên dây trên. Mình cố gắng mình sẽ đặt được ngón áp út trước ha, tại vì mình sẽ đánh dây bass trước mà. Đó, đây. Xong rồi đặt ngón áp út lên đây. Và cùng lúc đó các bạn sẽ hạ cái ngón trỏ này xuống để mình đè được cùng lúc hai dây số 1 và số 2. Rồi làm lại ha. La thứ qua pha. La thứ qua pha trưởng. Rồi từ pha trưởng mà qua đô thì dễ quá rồi, mình chỉ cần nhấc hai ngón này lên đây là thành đô trưởng. Rồi bây giờ mình làm lại bốn hợp âm này nhé. Đô trưởng, son trưởng, la thứ, pha trưởng. Cứ làm liên tục như vậy. Sau đó các bạn có thể thay đổi ha. Bây giờ thay vì thành đô, son, la thứ, pha thì bây giờ mình sẽ đổi thành đô trưởng, xong rồi qua la thứ, rồi qua pha trưởng, sau đó lên son, rồi lại đô. Đó, khi mà son trưởng về đô thì mình cũng lên ngón của dây bass trước là ngón áp út lên đây trước, xong đặt hai ngón này về đây. Xong rồi la thứ, pha trưởng, son trưởng, đô trưởng. Các bạn cứ ngồi tập đi tập lại hai cái vòng hợp âm này cho cái tay trái thật là quen. Xong rồi lát nữa mình mới ghép với tay phải ha. Bây giờ mình sẽ tập tiết tấu bên tay phải. Thì trong bài hôm nay á, mình sẽ tập hai tiết tấu cơ bản, đó là rải ballad và điệu blue. Thì rải ballad của mình nó sẽ là thế này. Bass 3 2 3 1 3 2 3. Bass là tương ứng với từng hợp âm như là đô trưởng. Thì bây giờ giả sử các bạn giữ vô đô đi thì mình sẽ có dây bass là dây 5, thì mình sẽ đánh dây 5. Xong rồi đánh dây 3 nè. Dây 2. Dây 3. 1 3 2 3. Đó, nhớ là dây đàn của mình tính từ trên xuống dưới là 6 5 4 3 2 1 ha. Rồi mình chỉ cần thuộc những con số này là tay mình cứ đánh theo thôi. Các bạn có thể đọc ra ngoài miệng cái công thức này để tay mình đánh theo. Bát 3 2 3 1 3 2 3. Bát 3 2 3 1 3 2 3. Cứ làm liên tục luôn. Các bạn cứ tập tay phải riêng như vậy ha. Mình đánh liên tục từ chậm xong rồi tăng tốc lên. Bây giờ mình sẽ đánh chậm trước. Bát 3 2 3 1 3 2 3. Rồi mình tăng tốc lên một chút nè. Bát 3 2 3 1 3 2 3. Rồi lại tăng tốc thêm nữa. Bát 3 2 3 1 3 2 3. Ok, bây giờ các bạn sẽ chuyển thử cho Dung cái vòng hợp âm đô trưởng, son trưởng, la thứ và pha trưởng nhé.
Mỗi hợp âm các bạn sẽ đánh một lần công thức này. Tức là mình sẽ giữ hợp âm, một hợp âm xong mình đánh hết công thức. Sau đó mình sẽ chuyển qua hợp âm tiếp theo và tay phải sẽ đánh trở lại từ đầu công thức. Và nó sẽ nối liền nhau luôn. Bát, ba, hai, ba, một, ba, hai, ba. Bát, ba, hai, ba, một, ba, hai, ba. Bát, ba, hai, ba, một, ba, hai, ba. Làm lại lần nữa ha, mà tăng tốc thêm một xíu nữa. Bát ba hai ba một ba hai ba. Bát ba hai ba một ba hai ba. Các bạn cứ tập đi tập lại như vậy đến khi nào mà tay phải của mình sẽ quen rồi, nó sẽ thành một cái phản xạ rồi, thì khi đó mình mới bắt đầu mình ghép vô câu hát được ha. Làm lại lần nữa và tăng tốc thêm một chút nữa. Bát ba hai ba một ba hai ba. Bát ba hai ba một ba hai ba. Nếu như mà hai tay của các bạn ghép vô chưa có kịp á, thì các bạn lại tập lại cái bước bước hồi nãy, đó là mình sẽ tập riêng từng tay. Mình lại tập chuyện ngồi tập tay trái thôi, mình chuyển hợp âm cho thật là nhuần nhuyễn trước đã, xong mình tập tay phải thật là nhuần nhuyễn. Cái lúc đó mình ghép hai tay vô và ghép với tốc độ thật là chậm. Làm sao cho tay trái mỗi lần mà chuyển hợp âm một cái là tay phải sẽ đánh được liền dây bát luôn. Chứ các bạn đừng có chờ như thế này. Bát 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3. Các bạn đánh xong cái mình chờ. Mình chờ mình chuyển được hợp âm, mình giữ được hết tất cả các dây, cái mình mới bắt đầu đánh tiếp. Thì lúc đó nó sẽ bị trễ nhịp mất rồi. Đó, các bạn hiểu không? Cho nên là khi mà mình chuyển hợp âm á, là mình phải chụp được liền dây bát. Để làm chi? Để tay phải sẽ đánh được liền dây bát xuống. Rồi, còn cái công thức thứ hai mà mình sẽ thực hành trong ngày hôm nay đó là tiết tấu blue. Thì tiết tấu blue nó sẽ khó hơn rải ballad một chút. Các bạn nhìn vào công thức mà Dung ghi trên màn hình á, là các bạn sẽ thấy số 3, 2, 1 nó nằm ở trong ngoặc, đúng không? Tức là các bạn sẽ đánh 3 cái dây số đó lên cùng một lúc. Là dây 3, dây 2, dây 1, mình dùng 3 cái ngón này. Mình móc 3 dây này lên cùng một lúc. Được chưa? Đó. Ngồi tập riêng cái này trước đi ha. Mình tập riêng trước là để móc cho nó đều dây á. Mình dùng cái đầu thiệt ngón tay nè, các bạn sẽ ép dây. Mình ép một lực nhẹ, sau đó các bạn sẽ móc đều lên. Mình móc dây nó hướng vào lòng bàn tay như thế này nè. Rồi, còn D tức là các bạn sẽ đập ha, đập vô dây đàn. Các bạn có thể dùng cái phần này của cái ngón cái nè. Mình sẽ đập vô cái vùng dây bát ở trên. Thì cái tiếng đập nó sẽ to. Như vậy là ở cái số 3, 2, 1 Dung sẽ đọc là móc, hoặc Dung đọc tắt là móc, là các bạn sẽ tự hiểu là mình sẽ móc 3 dây cùng lúc. Bát, móc, đập, móc, nghỉ, móc, đập, móc. Rồi nghỉ ở đây tức là ở ngay cái chỗ mà gạch ngang á, dấu gạch ngang ở trong công thức, thì các bạn sẽ ngưng ở đó một chút. Bát, móc, đập, móc, nghỉ, móc, đập, móc. Nếu mà tương ứng vào số phách á, 1, 2, 3, 4, thì mình sẽ nghỉ ở ngay cái phách thứ 3 ha. Bát, móc, đập, móc, móc, đập, móc. 1, 2, 3, 4, bát, móc, đập, móc, nghỉ, móc, đập, móc, bát, móc, đập, móc, nghỉ, móc, đập, móc. Và bây giờ các bạn giữ với hợp âm đô trưởng ha. Bát, móc, nghỉ, móc, đập, móc. Sau đó chuyển qua hợp âm son trưởng. Bát, móc, đập, móc, nghỉ, móc, đập, móc. Nhớ son trưởng thì dây bát là dây số 6 nhé. Bát, móc, đập, móc, nghỉ, móc, đập, móc. Bát, móc, đập, móc, nghỉ, móc, đập, móc. Sau đó chuyển qua la thứ. Bát là dây 5. Bát, móc, đập, móc, nghỉ, móc. Rồi qua pha, bát là dây số 4. Bát, móc, đập, móc, nghỉ, móc, đập, móc. Cũng mỗi hợp âm đánh một lần công thức. Sau đó chuyển qua hợp âm mới thì mình sẽ lặp lại từ đầu. Sau đó mình sẽ tăng tốc lên một chút. Bát, móc, đập, móc, nghỉ, móc, đập, móc. Bát, móc, đập, móc, nghỉ, móc, đập, móc. Bát, móc, đập, móc, nghỉ, móc, đập, móc. Bát, móc, đập, móc, móc, đập, móc.
có nói hồi nãy thì tiết tấu blue này nó sẽ khó hơn cái tiết tấu rải ballad hồi nãy, cho nên mình tập nhiều hơn một chút ha. Bây giờ mình sẽ chuyển theo cái vòng hợp âm là đô trưởng, xong rồi qua la thứ, rồi qua pha và qua son ha. Bát móc đập móc, móc đập móc, bát móc đập móc, móc đập móc, bát móc đập móc, móc đập móc, bát móc đập móc, móc đập móc. Các bạn nhớ cái chỗ nhịp nghỉ nhé, chứ mình đừng có đánh dính liền như vậy là sai nhé. Ok, bây giờ mình sẽ thực hành vào các bài hát nha. Và các bài hát trong clip này thì nó sẽ chỉ xoay quanh bốn cái hợp âm cơ bản đó thôi. Có cả những bài rất là xưa cũ rồi và có những cái bài mới gần đây nữa. Bây giờ Dung sẽ đọc tên những cái bài này trước nha. Rồi, rất là nhiều á. Bây giờ mình sẽ vô với bài Một Nhà trước ha. Bài Một Nhà là một bài nhạc vui, cho nên là các bạn có thể kết hợp cả cái kiểu rải ballad và cái điệu blue trong cùng một bài này. Thì cụ thể là điệu blue mình sẽ đánh cho phần điệp khúc nhé. Còn ở cái khúc đầu tiên thì mình sẽ rải ballad nhẹ nhàng thôi. Bây giờ các bạn sẽ rải lại một lần nữa cái điệu ballad nha. Bát 3 2 3 1 3 2 3, bát 3 2 3 1 3 2 3, bát 3 2 3 1. Bát 3 2 3 1 3 2 3. Hồi nãy ở cái chỗ hợp âm Dung có nói nếu bạn nào mình không có giữ được pha như thế này thì các bạn sẽ dùng pha major 7 để thay thế. Rồi và với câu hát thì các bạn xem hợp âm nó đứng ở trước chữ nào là đến chữ đó mình sẽ chuyển hợp âm. Đầu tiên thì các bạn sẽ thấy đô trưởng đứng đầu câu. Tuy nhiên là cái bài này đặc biệt ở chỗ là đô trưởng thì mình sẽ không có đánh rồi mình hát liền, mà các bạn sẽ đánh được một nửa công thức xong rồi mình mới bắt đầu hát cái chữ khi hai ta. Cụ thể là mình sẽ đánh là bát ba hai ba, xong rồi mình mới hát cái chữ khi, nó rơi vô ngay một dây một nè. Bát ba hai ba, khi hai ta về một nhà, được chưa? Đến cái chữ một thì các bạn thấy hợp âm son trưởng là mình sẽ chuyển ngay đó. Làm lại nè. Bát ba hai ba, khi hai ta về một nhà. Đó, các bạn chỉ cần lưu ý cho Dung cái hợp âm đô trưởng ở đầu câu này thôi. Còn lại mỗi hợp âm các bạn cứ đánh đầy đủ công thức như bình thường. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Và các bạn lưu ý thêm là sẽ tùy vào cái tốc độ hát của mỗi người mà mình sẽ rải tốc độ nhanh hay chậm. Như hồi nãy là Dung đây hát ở một cái tốc độ nó vừa phải thôi, nó không quá nhanh cũng không quá chậm để các bạn có thể đánh theo. Còn giả sử như các bạn hát nhanh hơn thì các bạn tăng tốc rải hơn là được. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một giọt, sống chung nhau một đời. Rồi đến cái chỗ hợp âm đô trưởng trước cái chữ một đời á, là mình sẽ bắt đầu từ đó mình chuyển đoạn qua cái đoạn tiếp theo. Thì hình như cái đoạn tiếp theo này không phải là điệp khúc. Hồi nãy Dung nói lộn là điệp khúc á. Cái đoạn tiếp theo, cái đoạn đầu tiên nó mới là điệp khúc. Thôi nói chung là Dung sẽ nói đó là đoạn 1. Hồi nãy mình đánh đoạn 1 ha. Bây giờ mình sẽ chuyển qua đoạn 2. Thì đoạn 2 mình sẽ sử dụng điệu blue. Là mình sẽ bắt đầu đánh cái điệu blue từ cái hợp âm cuối cùng của cái câu cuối cùng của đoạn 1. Tức là mình sẽ đánh ở cái chỗ sống chung nhau một đời, đến chữ đời là mình bắt đầu áp dụng cái điệu blue ở ngay đó luôn. Đó thì mình sẽ đánh điệu blue vô. Bát móc đập móc, móc đập móc, bát móc đập móc, móc đập móc, bát móc đập móc, móc đập móc, bát móc đập móc, móc đập móc. Sống chung nhau một đời, vẫn ánh mắt ấy sáng long lanh như trời cao mây trắng trong lành. Đến hôm nay anh vẫn chưa thể tin em đã về đây với anh. Nhớ những lúc đôi dây mai trường xưa cùng đạp xe giữa gốc cây trú mưa. Đến hôm nay ta đã chung một lối, anh không còn phải đi xa đón đưa ta ra đây chung chuyến mây ta.
một nhà. Dẫu dần cho dù mưa gió ta cũng đón ngày mai. Ta cũng nghe sau cơn mưa nó chia sẻ lại những lời hứa anh đã nói ngay từ phút giây đầu. Chúng ta sẽ về chung một nhà. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giờ. Đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui. Nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Đó là xong khúc hát ha. Tới khúc rap thì các bạn rải ballad cũng được, hoặc là điệu blue cũng được. Nói chung mình sẽ chỉ sử dụng hai cái tiết tấu này xoay quanh thôi. Alo em anh đang lấy xe chuẩn bị ra về, 10 tiếng mệt mỏi ta la da ta 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 ta. Đó, các bạn cũng đánh cùng với tốc độ của cái phần điệp khúc luôn. Khúc rap thì Dung không biết rap cho nên là Dung sẽ không có hát mẫu được ha. Bây giờ mình sẽ qua với bài tiếp theo. Bài Đường Một Chiều cũng có bốn hợp âm y chang như bài Một Nhà luôn, đó là đô trưởng, son trưởng, la thứ và pha trưởng, giống hồi nãy giờ mình tập ha. Mình sẽ bắt đầu rải ballad vô. Bát 3 2 3 1 3 2 3. Các bạn rải với tốc độ này. Anh ơi, có biết điều gì thật đâu, trong cuộc sống muôn màu, để em nói cho anh nghe nhé. Rằng nơi em đã từ lâu có cảm xúc lạ, mỗi khi anh kề bên được nghe nói cười. Các bạn có để ý cái hợp âm đô trưởng ở trước chữ rằng nơi em đã từ lâu, thì cái đô trưởng chỗ đó các bạn rải là bát ba hai ba rằng nơi em đã, chứ mình sẽ không có hát cái chữ rằng ở ngay dây bát luôn đâu, mà mình sẽ đánh là bát ba hai ba xong mình mới bắt đầu mình hát. Bát ba hai ba rằng nơi em đã từ lâu. Đó, rồi tới khổ tiếp theo cũng tương tự luôn nè. Cũng bát 3, 2, 3 xong mới hát nha. Mình đã biết nhau từ lâu, nên em chẳng nói ra hết những lời này. Sợ anh đi mất, lặng im thấy anh cùng ai. Dần khoảng cách với em bao ngày, anh đâu nào hay. Lòng cho như vậy là bài này còn dễ hơn cả bài Một Nhà nữa đúng không? Mình cứ rải ballad từ đầu tới cuối thôi. Còn sau này á, khi mà các bạn học được thêm các tiết tấu khác nữa rồi thì cái phần điệp khúc này các bạn có thể quạt cũng được, là giống ví dụ như quạt ballad nè. Lòng em đau nhói trong góc tối khi nhìn anh với cô ta trao nụ hôn đầu. Đó, cái này là quạt ballad vô ha. Các bạn có thể xem một cái clip Dung hướng dẫn riêng các điệu quạt ballad mình áp dụng vô cái phần điệp khúc này. Nhưng mà trong clip này thì Dung có nói rồi là mình chỉ thực hành cái tiết tấu cơ bản nhất thôi ha, là rải ballad và điệu blues, cho nên là Dung sẽ không có nói đến cái quạt ballad trong này. Rồi bây giờ mình sẽ đến với bài tiếp theo, đó là bài Ông Bà Anh. Thì bài Ông Bà Anh này các bạn cũng có thể kết hợp khúc đầu là mình rải ballad giống như là bài Một Nhà, sau đó điệp khúc thì mình sẽ bắt đầu đánh điệu blue vô, hoặc là các bạn có thể đánh điệu blue cho hết cả bài Ông Bà Anh luôn cũng được. Bây giờ mình sẽ thực hành cả hai cách luôn nhé. Ông bà anh yêu nhau thời chưa có tivi, ông bà anh yêu nhau thời chưa có xe hơi, ông thường đưa bà anh đi dạo quanh trên con ngựa sắt. Bà ngồi trên gác ba ga chiếc xe đạp.
đẹp lắm con ơi. Những dòng thư tay viết vội, những lời ngây ngô đầu môi. Và thời ấy mình dị lắm con ơi, chạm tay nhau một giây thôi là nhớ nhau cả đời. Và đó là lời ông nói với anh, ông có một tình yêu tươi xanh. Và đó hoặc là các bạn ứng dụng điệu blue cho cả bài luôn. Ông bà anh yêu nhau thời chưa có tivi. Ông bà anh yêu nhau thời chưa có xe hơi. Đến cái phần lyric thứ hai, anh và em yêu nhau thời xe máy ô tô là cũng đánh tương tự vậy luôn nha. Nhưng chỉ hát mẫu cái phần lyric 1 thôi, còn cái phần lyric 2 là các bạn chơi tương tự. Ok, bây giờ mình sẽ qua với bài tiếp theo. Ở bài yêu này, khi mà các bạn ứng dụng cái rải ballad vô thì mình sẽ có hai cách. Cách thứ nhất là các bạn sẽ rải chậm. Thì mỗi hợp âm các bạn chỉ cần rải một lần công thức thôi. Yêu là cùng nhau trong tay đi dưới con đường, là cùng trao cho nhau ngọt môi hôn. Còn cách thứ hai thì các bạn sẽ rải với tốc độ nhanh lên. Thì khi mà mình rải tốc độ nhanh là công thức của mình nó sẽ cái thời gian nó sẽ bị rút ngắn lại, cho nên là một hợp âm các bạn sẽ lặp lại hai lần công thức. Yêu là cùng nhau trong tay đi dưới con đường, là cùng trao cho nhau ngọt môi hôn. Tốc độ hát của mình thì vẫn như nhau thôi. Yêu là cùng nhau trong tay đi dưới con đường. Tốc độ hát thì vẫn giữ nguyên một tốc độ hát như vậy. Còn rải thì mình sẽ có thể chọn một trong hai cách. Các bạn thấy cách nào mà các bạn thấy thích hơn thì mình tập theo cách đó nhé. Bây giờ Dung sẽ rải theo cách chậm chứ. Bát, ba, hai, ba, một, ba, hai, ba. Rải với tốc độ đó ha. Yêu là cùng nhau trong tay đi dưới con đường, là cùng trao cho nhau ngọt môi hôn. Là vòng tay yêu thương ôm mãi không rời, từng phút giây tuyệt vời. Trao nhau giây phút tuyệt vời, nguyện thề luôn bên nhau mãi. Dù thời gian trôi qua vẫn luôn bên người, dù ngày tháng phôi phai ta vẫn không cách rời. Bên nhau suốt đời, cùng xây giấc mơ chung đôi. Rồi còn cách thứ hai thì các bạn là rải nhanh, mình rải nhanh lên. Bát ba hai ba một ba hai ba bát ba hai. Các bạn nhớ là mình rải nhanh thì mình sẽ đánh một hợp âm hai lần nha. Và tốc độ hát thì vẫn phải ổn định. Yêu là cùng nhau trong tay đi dưới con đường, là cùng trao cho nhau ngọt môi hôn. Là vòng tay yêu thương ôm mãi không rời, từng phút giây tuyệt vời. Yêu là ngày em bên anh không chút ưu phiền, từng buồn lo trôi qua ngày bình yên. Nồng nàn ta trao nhau giây phút tuyệt vời, nguyện thề luôn bên nhau mãi. Dù thời gian trôi qua vẫn luôn bên người, dù ngày tháng phôi phai ta vẫn không cách rời. Bên nhau suốt đời, cùng xây giấc mơ chung rồi. Qua tới điệp khúc thì một là các bạn cũng rải y chang như cái khúc trên. Nếu mà mình đang khúc trên đang rải chậm thì tới điệp khúc mình vẫn tiếp tục rải chậm như vậy, còn rải nhanh thì qua điệp khúc vẫn rải nhanh. Rồi bây giờ Dung sẽ rải chậm trước nha. Hãy bên em thật gần nhé anh, để cảm nhận những yêu thương từ trong trái tim này dành hết cho người. Hãy trao xanh người, nguyện ước có nhau
trọn đời. Rồi còn cách thứ hai là cãi nhanh. Hãy bên em thật gần nhé anh, để cảm nhận những yêu thương từ trong trái tim này dành hết cho người. Hãy trao em nụ hôn đắm say ngọt ngào như phút giây ban đầu ngày nắng say người, nguyện ước có nhau trọn đời. Ok, như vậy là bài yêu này các bạn chỉ sử dụng rải ballad thôi nha. Sau này các bạn có tập thêm được cái quả ballad thì mình ứng dụng vô điệp khúc. Hãy bên em thật gần nhé anh, để cảm nhận những yêu thương từ trong trái tim này dành hết cho người. Bài tiếp theo là bài Ba kể con nghe nhé. Bài này thì hình như là trong clip trước là Dung có hướng dẫn cho các bạn chơi theo cái kiểu này rồi. Đó đúng không? Nếu mà các bạn nào đã xem cái clip đó của Dung rồi là chắc là các bạn sẽ thắc mắc là ủa bài này trong clip kia đã chị rồi mà. Nhưng mà như Dung có nói hồi nãy là một bài hát thì các bạn có thể chơi theo nhiều cái cách khác nhau. Trong clip này thì mình đang thực hành cái tiết tấu rải ballad với điệu blues, cho nên là Dung sẽ nói lại cái bài này mà mình chơi theo kiểu khác ha. Các bạn cứ đánh thử xem mình thích cách nào hơn. Rồi bây giờ mình sẽ ứng dụng cả cái điệu ballad với điệu blues trong bài này luôn. Khúc đầu thì mình sẽ rải ballad, còn điệp khúc thì mình sẽ chơi điệu blues nhé. Và cái hợp âm đầu tiên á, hợp âm đô trưởng, thì cũng giống như là bài Một Nhà hồi nãy, là cái hợp âm đô trưởng đầu tiên các bạn sẽ rải bát 3, 2, 3 xong rồi mình mới bắt đầu mình hát. Bát 3, 2, 3 khi xưa đó, làm sao cho chữ xưa nó sẽ rơi vô dây 1 nè. Khi xưa ba bé hơn đàn, nghe guitar rung lên không bao giờ sao lãng. Đó, cũng mỗi hợp âm các bạn sẽ đánh một lần công thức này. Bát 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3. Mình cứ rải chậm chậm thôi, hát cho nó tình cảm. Được chưa? Nhớ cái tốc độ này thì mình vô cô hát ha. Khi xưa ba bé hơn đàn, nghe guitar rung lên không bao giờ sao lắng. Dây buông dây bấm âm thanh đi khắp không gian, piano lại khó hơn nhiều, thêm đôi tay nhỏ bé hơn biết bao nhiêu, và lướt trên mặt đàn vẫn ước mơ ngập tràn, yêu thương đi khắp không gian. Khi ba lên tám lên mười, chơi guitar không hay nên ba tập chơi trống, đôi chân lo lắng đôi tay ba đánh lung tung. Bao nhiêu năm ròng rã qua rồi, bao nhiêu năm lặng lẽ ba vẫn hay cười. Ba ước mơ thật nhiều, ba khát khao thật nhiều, ba yêu con biết bao nhiêu. Khi nghe nhạc qua chỗ này thì mình sẽ đổi qua điệu blues nha. Trước khi qua tới điệu blues thì Dung cũng nhắc các bạn là nếu mà các bạn nào giọng nam á, mà mình hát cái tông này các bạn cảm thấy thấp quá hoặc là cao quá thì các bạn có thể sử dụng kẹp capo mình thay đổi. Và kẹp capo vào ngăn thứ bao nhiêu là sẽ tùy vào giọng hát của mỗi người. Nếu các bạn chưa biết thì mình sẽ kẹp vào từng ngăn để mình dò thôi. Dung ví dụ như các bạn kẹp vô ngăn thứ hai, mình rải hợp âm đầu tiên xuống mình bắt cái tông. Khi xưa ba bé hơn đàn, đó cái tông này đó. Còn ví dụ các bạn thấy chưa hợp đúng không, ví dụ lên ngăn thứ tư chẳng hạn. Khi xưa ba bé hơn đàn đó, các bạn cứ kẹp vô thử vô các ngăn đàn xong rồi mình dò tông giống như vậy đó, rồi mình bắt đầu mình thấy hợp rồi thì mình giữ nguyên cái kẹp capo đó để mình hát. Rồi qua tới điệp khúc nè, mình sẽ ứng dụng điệp blues, và cái bài này thì các bạn cũng chỉ cần đánh điệp blues chậm chậm thôi. Bát móc đập móc, móc đập móc, bát móc đập móc, móc đập móc, bát móc đập móc, móc đập móc. Mình sẽ bắt đầu đánh ở ngay cái chỗ là ba yêu con biết bao nhiêu, thì cái đôi trưởng chỗ bao nhiêu là mình sẽ bắt đầu mình đánh vô cái điệp blues vô đó luôn để nó nối qua tiếp với cái phần điệp khúc.
Ba yêu con biết bao nhiêu. Khi nghe nhạc con nhẹ nhàng hơn. Khi nghe nhạc con là dòng sông, con là cánh đồng. Nằm dưới ngoài trời mênh mông. Như ba dù lúc xưa ba còn thơ bé. Đôi khi là chưa hề đầy gió. Đôi khi là vui đùa đầu ngõ. Ba là nỗi buồn vì ba cảm lạnh hơi xưa. Hôm dậy ba lắc lại sức mạnh phi thường. Còn trường hợp nếu các bạn thấy cái điệu blue này đánh vô điệp khúc mà khó hát quá thì các bạn cứ sử dụng nguyên cái rải ballad mình rải cho hết bài này luôn cũng được. Qua tới bài tiếp theo đó là bài Vì Tôi Còn Sống của Tiên Tiên. Và bài này thì cũng giống như là bài Yêu của Min hồi nãy Dung có nói các bạn á, là mình sẽ có hai cách rải ballad chậm hoặc là rải ballad nhanh. Rồi điệp khúc bài này á, thì mình sẽ đánh điệu blue ha, hoặc là các bạn có thể dùng điệu blue cho cả bài cũng được. Bây giờ Dung sẽ rải chậm cho bạn xem trước nè. Cái hợp âm đô trượng đầu tiên thì các bạn đánh bát xong rồi mình mới hát nha. Khi xưa ngây thơ dại khờ, tôi hay chơi bài mình ngu si, rằng không biết làm gì, không biết cần chi, không biết mình là ai. Bao năm bon chen ngoài đời soi gương nhìn vẫn thế, đầu vẫn rối bù xù, thân bé rồi. Còn cách thứ hai là mình sẽ rải nhanh và nhớ là rải nhanh thì mình sẽ lặp lại hai lần công thức cho một hợp âm nhé. Khi xưa ngây thơ dại khờ, tôi hay chơi bài mình ngu si, rằng không biết làm gì, không biết cần chi, không biết mình là ai. Bao năm bao trên ngoài đời soi gương nhìn vẫn thế, đầu vẫn rối bù xù, thân bé unu unu yeah. Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép. Đó, đến điệp khúc thì bắt đầu chơi điệu blue. Một hợp âm thì các bạn sẽ lặp lại hai lần cái điệu blue này nhé. Bát móc đập móc, móc đập móc, bát móc đập móc, móc đập móc, bát móc đập móc, móc đập móc. Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép. Đại khái là như vậy. Còn ví dụ các bạn muốn đánh luôn điệp blue cho nguyên một bài luôn cũng được. Khi xưa ngây thơ dại khờ, cũng một hợp âm các bạn sẽ lặp lại hai lần công thức blue. Tại vì mình đánh nhanh và cái đô trượng đầu tiên thì mình cũng đánh như bass xong rồi mình mới bắt đầu hát nha. Tại vì cái bài này nếu mà các bạn đánh điệp blue chậm thì nghe nó sẽ không hợp. Khi xưa ngây thơ dại khờ, tôi hay chê bai mình ngu si. Đó không, nếu mình đánh chậm thì nó sẽ không hợp. Nên mình phải đánh nhanh và một hợp âm lặp lại hai lần công thức. Khi xưa ngây thơ dại khờ, tôi hay chê bai mình ngu si, rằng không biết làm gì, không biết cần chi, không biết mình là ai. Rồi tiếp nha, còn rất là nhiều bài. Những bài tiếp theo này mình sẽ cũng lướt qua nó nhanh nhanh một chút nhé, chứ nhiều bài lắm. Ví dụ như là bài Tình Về Nơi Đâu đi, hình như bài này trước clip kia Dung cũng có hướng dẫn rồi. Nhưng mà một bài thì mình có thể chơi được nhiều cách khác nhau, các bạn nhớ điều này ha. Cho nên là trong clip này mình lại thực hành cái tiết tấu rải ballad cho nó khác đi. Rồi cái hợp âm đô trượng đầu tiên á, các bạn cũng đánh là bát 3 2 3 xong rồi mình mới bắt đầu hát ha. Bát 3 2 3 bâng khuâng trong đêm thật dài, ở nơi niềm vui đã xa, tình mình như đang vô vọng, cho ta thao thức đêm dài, đưa nhau qua cơn mộng buồn, màn đêm càng thêm cách xa, mình lặng im đến lúc nào, nghe anh
Rồi đến cái chỗ này, nghe anh đêm nay, thì cái đô trưởng chỗ này là các bạn hát nối qua cái No More Hiding, thì mình sẽ chỉ lại là nghe anh đêm nay, mai đến break the silence. Như vậy là cái đô trưởng chỗ đó các bạn sẽ rải là bát 3 2 3, mình chỉ rải một nửa công thức thôi, xong qua son trưởng các bạn cũng rải một nửa công thức bát 3 2 3. Hả, các bạn quan sát lại nha. Nghe anh đêm nay, no more hiding, break the silence now. Tiếp tục một nửa công thức nè. Do we quick or try to work things out? Rồi bài tiếp theo là bài Tạm biệt nhé của Linh Ly. Và bài này á, thì nó sẽ khác mấy bài kia một chút, đó là nó sẽ có kết hợp cả 4 phách lẫn 2 phách. Tức là các bạn sẽ rải đầy đủ công thức và rải một nửa công thức. Bây giờ mình vô cụ thể từng câu nha. Cái hợp âm đô trưởng đầu tiên mình cũng rải bát 3, 2, 3 xong rồi mình mới hát ha. Sẽ nên lúc phải nói tạm biệt nơi đây. Bây giờ các bạn để ý cái câu tiếc nuối bao ngây thơ của một thời là cái pha trưởng và son trưởng chỗ đó mình chuyển rất là nhanh, cho nên mình sẽ rải là bát 3 2 3. Mình chỉ rải một nửa đầu của công thức thôi, sau đó các bạn sẽ chuyển qua hợp âm son trưởng và mình lại rải một nửa đầu công thức bát 3 2 3. Đó, như vậy trong bài này các bạn có để ý cái chỗ nào mình đang hát mà mình chuyển hợp âm rất là nhanh á, mình đang hát mà có cái hợp âm nó cắt ngang giữa chừng thì tay trái mình sẽ chuyển hợp âm, xong rồi tay phải lặp lại từ đầu công thức ha, mình tự cắt nửa công thức ra thôi. Các bạn quan sát lại nè. Sẽ đến lúc phải nói tạm biệt nơi đây, tiếc nuối bao ngày thơ của một thời, ngày mới đến lớp xa lạ không quen thuộc, làm quen mới thấy vui. À, làm quen mới thấy vui là cái pha với cái son chỗ đó cũng rải một nửa công thức. Làm quên mới thấy vui, ngày tháng trôi qua không kịp đêm. Nghe đàn nào ai hay, một đời hôn nhiên mơ mộng như vu vơ. Hãy lưu lại sâu trong trái tim mình, lang thang đi trên con đường vắng nhạt cánh phượng hồng còn vương nơi này. Tạm biệt từng lớp học cùng giờ chia. Cái khúc kia Dung không có nhớ rõ giai điệu lắm cho nên là hát nó hơi tùm lum ha. Các bạn có thể mở cái bản nhạc gốc của ca sĩ lên xong rồi mình đánh theo như vậy. Nếu mà mình thấy cái tông nó không phù hợp thì các bạn kẹp capo thử nhé. Hình như là kẹp capo ngang hai là sẽ hát bằng với tông của Liên Ly luôn á. Sẽ đến lúc phải nói tạm biệt nơi đây, tiếc nuối bao ngày thơ của một thời. Đó, tông này thì Dung hát nó sẽ hơi ghê. Rồi tới điệp khúc á, tạm biệt nhé, thì lúc này mình sẽ áp dụng điệp blue vô. Bát móc đập móc, móc đập móc. Nào gạt vô cô hát nè. Tạm biệt lúc ta đi với nhau khi tan trường. Tạm biệt mãi là người bạn thân nhé. Rồi cái câu mãi là người bạn thân nhé thì mình lại thấy cái hợp âm pha nó chuyển nhanh qua son. Như vậy là pha ở đây mình sẽ đánh một nửa đầu của công thức thôi là bát móc đập móc. Tới đây thôi, xong rồi chuyển qua son các bạn lại đánh bát móc đập móc. Đó, hai cái hàng này là các bạn sẽ đánh bát móc đập móc, bát móc đập móc, nửa đầu của công thức ha. Rồi mình quan sát lại nè. Tạm biệt lúc ta đi với nhau khi tan trường. Tạm biệt mãi là người bạn thân nhé. Tạm biệt xa rồi bạn đừng quên tôi. Tạm biệt nhé nơi này, bye bye. Ví dụ mà các bạn cảm thấy cái đánh cái điệu này nghe nó hơi vui á thì mình sẽ lại rải ballad thôi nghe cho nó buồn. Tạm biệt lúc ta đi với nhau khi tan trường. Tạm biệt mãi là người bạn thân nhé.
Qua bài là Con gái thật tuyệt, mình sẽ áp dụng là khúc đầu rạ ballad, điệp khúc là điệp blue. Ngày gọi tia nắng long lanh qua hàng mi, chờ nụ cười em tươi lung linh trên phố. Ngại ngùng như thế đôi môi em khẽ cười, đôi chân em cất lời tình yêu ngày xanh là em. Các bạn thấy cái chỗ hợp âm pha này rồi chuyển nhanh qua son á, thì giống như bài hồi nãy là mình cũng đánh một nửa đầu của công thức thôi. Bát móc đập móc, bát móc đập móc. Đó, coi lại bài trước ha. Dịu dàng đôi mắt biết hát thay lời ca, để mùa thu qua buông hương lên mái tóc. Nhẹ nhàng em nghe trên cao kia nắng về, xua tan đi chút buồn là em. Mình qua bài tiếp theo, đó là bài khúc hát mừng sinh nhật. Ở bài này thì bắt đầu là hợp âm la thứ ha. Mình sẽ đánh với cái tốc độ này. Bát móc đập móc, móc đập móc, bát móc đập móc, móc đập móc, bát móc đập móc, móc đập móc. Đó, các bạn sẽ đánh hơi nhanh một chút nha. Ngày hôm nay ta cùng hò vang nơi đây, mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật. Rồi, ở cái chỗ ta hát mừng sinh nhật là hợp âm son trưởng chuyển qua hợp âm đô trưởng rất là nhanh. Cho nên các bạn sẽ đánh nửa đầu công thức lại giống như hai bài trước, là son trưởng mình sẽ đánh là bát móc đập móc, xong chuyển qua đô trưởng mình lại đánh lại bát móc đập móc, nửa đầu của công thức thôi ha. Rồi các bạn quan sát lại nè. Ngày hôm nay ta cùng hợp vang nơi đây, mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật. 1, 2, 3 ta cùng thổi tắt. Rồi đến cái câu cuối cùng này là happy birthday, happy birthday to you. Là tới bốn hợp âm này đều chuyển qua nhau rất là nhanh, cho nên các bạn đều đánh cái công thức ngắn là đánh nửa đầu công thức thôi. Bát móc đập móc thôi. Bát móc đập móc, bát móc đập móc, bát móc đập móc, bát móc đập móc. Đến cái đoạn hát tiếng Anh thì cũng tương tự như vậy luôn nha. Nếu như các bạn thấy tông thấp thì kẹp capo ha. Như Dung thì Dung chát tông của Dung sẽ kẹp capo ngang 2. Ngày hôm nay ta cùng hợp âm, mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật. 1, 2, 3 ta cùng thôi tắt nên. Happy birthday, happy birthday to you. Ok chưa? Nếu mà các bạn thấy cái điệu blue này mà mình đánh nó chưa có quen tay, nó hơi khó, mà mình đang cần gấp cái bài này để mình chúc mừng sinh nhật ai đó chẳng hạn, hoặc là các bạn muốn hát tặng người yêu nhưng mà nhẹ nhàng thôi, thì mình lại ứng dụng rải ballad vô. Ngày hôm nay ta cùng hò vang nơi đây, mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật. 1, 2, 3 ta cùng thôi tắt nên. Happy birthday, happy birthday to you. Nếu các bạn áp dụng rải ballad á, thì cái chỗ mà chuyển hợp âm nhanh á, mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật, là son chữ với đôi chữ chỗ đó, là nhớ mỗi lần chuyển hợp âm nhanh thì mình chỉ rải nửa đầu công thức thôi ha. Bát 3, 2, 3, bát 3, 2, 3. Đó, và cái câu cuối cùng, happy birthday, happy birthday to you, cũng vậy. Bát 3, 2, 3, bát 3, 2, 3, bát 3, 2, 3, bát 3, 2, 3. Đó, mỗi hợp âm rải công thức ngắn thôi. Bài Vợ Người Ta này cũng chỉ có 4 hợp âm thôi. Tuy nhiên là sẽ không có hợp âm pha trượng, mà thay vào đó là hợp âm rê trượng nè. Các bạn tập bấm thêm cái hợp âm này nữa nha. Hợp âm rê trượng ký hiệu là chữ D. Đây, các bạn sẽ đặt hai ngón tay vô cùng một ngăn thứ hai. Ai quên bỏ capo ra đã. Hai ngón tay này cùng một ngăn thứ hai, xong ngón áp út vô ngăn thứ ba, vị trí dây 2 đây. Dây bass sẽ là dây số 4 nhé. Rồi mình chuyển hợp âm của cái bài này nè. La thứ, xong qua đô trượng, rồi qua son trưởng, rồi qua rê. Cái tông này nếu mà giọng nữ hát thì nó sẽ hơi thấp. Tấm thiệp mời trên bàn, thời gian địa điểm rõ ràng, thì Dung sẽ sử dụng kẹp capo ha. Còn các bạn nam có thể không sử dụng kẹp capo. Dung kẹp capo lên ngăn thứ tư chẳng hạn. Tấm thiệp
mời trên bàn, thời gian địa điểm rõ ràng. Đó, tông này Dung thấy ok nè. Tấm thiệp mời trên bàn, thời gian địa điểm rõ ràng, lại một đám mừng ở trong làng, ngò tên bông rừng theo hoàng mang, rồi ngày cưới rộn ràng khắp vùng. Nhiều ngày tháng giờ này tương phùng, mà lòng cay cay cay, giờ em đã là vợ người ta. Áo trắng cô dâu cầm hoa, nhạc tung tóe thanh niên hòa ca, vài ba đứa lên lắc lư theo là thành đám cưới làm vui người ta. Anh biết sao anh mà xa, tình yêu ấy nay xa càng xa, buông tay la la la. Rồi bài tiếp theo nhé, là bài Mãi Mãi Bên Nhau của Nu Phước Thịnh nè. Cái hợp âm đôi trường đầu bài là các bạn sẽ đánh bát ba, xong rồi mình mới hát cái chữ ai, cái chữ em vô cái dây số 2. Bát ba em là ai, bát ba em, đó em là ngay dây số 2 nhé. Rồi bài này thì Dung sẽ phải sử dụng kẹp capo để Dung hát bằng với tông của nữ này, thì Dung lại kẹp capo lên ngăn 4 chẳng hạn. Nếu mà các bạn nam thì có thể là không sử dụng kẹp capo đâu, mình hát ở cái tông chỗ này luôn. Giữa cuộc đời này em từ đâu bước đến nơi đây, làm tôi say làm tôi khát khao, cho nhau tin yêu ngọt ngào, sao đôi ta cứ hoài ngập ngừng. Rồi ở cái chỗ mà làm tôi khát khao trao nhau tin yêu là cái pha trưởng qua son trưởng, mình lại chuyển hợp âm nhanh chỗ này, cho nên là mình sẽ lại là bát ba hai ba, bát ba hai ba ha, là một nửa công thức thôi. Làm lại chỗ này. Làm tôi say, làm tôi khát khao, trao nhau tin yêu ngọt ngào, sao đôi ta cứ hoài ngập ngừng, khi đôi tim rục tiếng yêu thương. Đừng ngại chi vì từ bấy lâu, lòng thầm mơ được sánh đôi, nắng hay mưa mai sau dòng đời cuốn xoay, mong mốc đôi ta giận hờn mang bao. Vẫn mãi mãi không đổi rời, sẽ mãi chơi chơi cho em một đời về sau, mãi vững tin cho em một bờ vai ấm em, khi em yếu lòng, khi em mỏi mệt. Anh vẫn mãi mãi không đổi rời. Do you wanna marry me baby baby? Do you wanna marry me baby baby? Do you wanna marry me? Bài này mà hát một hơi là rất là mệt luôn á. Nãy giờ không biết nói được một tiếng chưa ta? Hơi đuối rồi, nhưng uống miếng nước cái đã. Bài nghe này ai ơi nhé. Đô trưởng, lại bỏ capo ra. Hợp âm đô trưởng đầu bài thì các bạn đánh dây bát, xong rồi mình mới bắt đầu mình hát nhé. Ai ơi nghe này, khi ai bên cạnh người, nhớ nhắc em ngủ sớm mỗi đêm, đánh thức em mỗi bình minh sáng. Ai ơi nghe này, lỡ mai ai cùng người, có đôi phút xuân dỗi vu vơ, xin đừng để bờ mi em ướt. Nàn nàn nơi chỗ rồi sẽ thôi, bởi vì tính cách em thích ca hát vì vô câu chuyện. Rồi, bài này Dung quên mất tiêu cái giai điệu rồi, cho nên là hát không được. Nhưng mà cả bài các bạn sẽ rải ballad chậm như vậy thôi ha. Bài tiếp theo là bài Cô Gái Nông Thôn. Bài này mình sẽ chơi điệu blue cho cả bài luôn nè. Em như muôn bông hoa trên cỏ non, bên em xinh tươi không phấn son. Chỗ thương của ngày nào, luôn em vui không nghĩ gì, con tim thơ ngây không biết gì. Say đắm ánh mắt tay lấp lánh nước mà, rồi tan đi bao nhiêu hững hờ. Ngàn
xong bài này cũng quên mất tiêu giai điệu luôn. Rồi mình đến bài tiếp theo nha. Rồi mình đến với bài tìm nhé. Ở bài này thì mỗi hợp âm các bạn sẽ lặp lại 2 lần công thức rải ballad. Mình sẽ rải với tốc độ nó hơi nhanh một chút. Mình sẽ sử dụng kẹp capo nhé. Capo lên ngăn 1. Chiều hoàng hôn buông đã dần phai. Cô đơn lang thang trôi qua hết tháng ngày dài. Khi trong thâm tâm ta luôn biết chẳng có ai kề sát vai. Mỗi khi buồn vui đau đớn, cuộc đời đã cho tôi niềm tin. Nhưng đôi khi mang luôn đi hết chẳng dư gì. Lặng thầm tìm về một hình bóng đã xa rồi. Đã xa rồi để mình tôi lạnh bờ môi nhạt nhòa thôi. Rồi một mùa thu đã dần qua, lung linh cùng ta. Mang những lành ra vì một ngày ra đi vội vã để tôi đi tìm. Trong đêm tôi vẫn đi tìm. Điệp khúc các bạn đánh điệp blue và cũng một hợp âm lặp lại 2 lần công thức, đánh nhanh như vậy luôn nhé. Bài này thì mình sẽ đánh điệp blue cho cả bài luôn. Bát móc đập móc, móc đập móc, bát móc đập móc, móc đập móc, bát móc đập móc, móc đập móc. Một nụ cười luôn hé, thế giới vẫn quay, còn tôi vẫn nơi đây để bàn tay lên trời say, ôm trọn vào lòng một bầu trời. Hoặc là khúc đầu mình rải nhẹ nhàng rồi điệp khúc mình chơi điệu blue. Một nụ cười luôn hé, thế giới vẫn quay, còn tôi vẫn nơi đây, đưa bàn tay lên trời xanh, ôm trọn vào lòng một bầu trời nhỏ bé. Dưới những khát khao cơ mà chỉ tôi với riêng tôi, đêm nằm nghe một bài ca về tình yêu ôi chán ngán. Lang thang một mình cũng chẳng làm sao, bao nhiêu lâu nay tôi đã quen rồi quên một mình như thế. Nếu như khúc đầu mình rải ballad á thì cái hợp âm đôi trượng đầu bài các bạn sẽ đánh bát 3 2 3 xong rồi mình mới hát nha. Anh thanh niên năm nay đang ngon nghe. Đó, còn nếu như mà các bạn chơi được blue luôn á thì các bạn sẽ đánh bát móc đập móc xong mình mới hát. Anh thanh niên năm. Đó, bát móc đập móc. Anh thanh niên năm nay đang ngọt nghe 30 rồi. Bây giờ sẽ đánh mẫu cái rải ballad trước nha. Ba má anh sáng ra đã vội vàng.
các bạn đánh điệu blue. Thì điệp khúc thì vẫn tương tự như vậy ha, cũng đánh điệu blue giống như nãy luôn. Còn khúc đầu là bát móc đập móc xong mới hát. Anh thanh niên năm nay đang nghe 30 rồi, sang mùa 5000 rồi tôi 3000 chàng đàn. Anh luôn on fire để biết hết chuyện trên đời, đang cây start bình thường cũng phải gần 1000 like. Đó, cứ thế các bạn ứng dụng cho nguyên một bài luôn nha. Đến bài Hạ Cầu Vương Nắng á, thì bài này có xuất hiện hợp âm mi thứ. Nó cũng chỉ có 4 hợp âm thôi, nhưng nó sẽ không có hợp âm son trưởng ha. Mình sẽ có đô trưởng này, la thứ, pha trưởng với lại mi thứ. Mi thứ ký hiệu là chữ EM. Thì các bạn sẽ giữ vị trí dây số 5 và dây số 4 của ngăn thứ hai. Tuy nhiên ở trong cái clip này là mình chỉ tập cái tiết tấu rải thôi hoặc là blue thôi, thì mình không có đụng tới dây 4, dây 5 á. Cho nên cứ thế hợp âm mi thứ các bạn khỏi cần giữ cũng được. Tại vì mình chỉ đánh dây bass của mi thứ là dây số 6 và 3, 2, 1, chứ mình không có đánh đưa dây 4, dây 5. Đó, rất là dễ. Giờ thì tình đã phai, em đâu rồi người về với ai? Có lẽ mình lẻ loi, riêng mình tôi ôm nỗi đau này. Có lẽ gì nữa đâu, ừ thì có lẽ gì nữa đâu. Giờ thì đành mất em, riêng mình tôi đợi chờ. Dung cũng có một cái clip hướng dẫn riêng rồi à, và cái clip đó thì Dung sẽ hướng dẫn theo một cái kiểu khác. Và như nãy Dung có nói với các bạn nãy giờ là trong một bài hát thì mình có nhiều cách chơi khác nhau đó. Rồi tiếp luôn bài của Đạt Ca là bài Đường Quyền Tình Yêu ha, cũng chơi điệu blue luôn nè. Từng đêm qua anh luôn được mơ thấy em, một bông hoa xinh đẹp trong nắng vàng. Lòng thầm mong sau này ta sẽ một bài của Đạt Ca luôn là bài Dần Thương ha. Ngày mà em đến đã làm cho trái tim hy vọng dịu dàng như hoa khẽ nô đùa mái tóc em, nụ cười duyên dáng cho lòng anh nhớ thương em nhiều. Rồi ngày em đi cho lòng anh dường như vỡ tan là vì em đã hết thương tôi rồi. Tiếp theo là bài Mượn Rượu Tỏ Tình à, bài này là rap. Thì nếu mà mình đánh đúng cái tiết tấu của bài để nghe nó hay thì mình sẽ đánh như vậy.
thì sáng nay Dung sẽ nói luôn tiết tấu này ha. Nó sẽ là bát 3 2 1 đập 3 2 3. Tiết tấu này cũng dễ thôi chứ không có gì khó đâu. Bát 3 2 1 đập 3 2 3. Bát 3 2 1 đập 3 2 3. Một hợp âm các bạn sẽ lặp lại hai lần công thức. Bát 3 2 1 đập 3 2 3. Bát 3 2 1 đập 3 2 3. Riêng cái bài này mình phá lệ mình tập công thức này ha. Sự chú ý của ta lại va vậy vào ánh mắt của nàng, rồi bùng lên trong tim ta như một đốm lửa vàng. I could đứng hình mất 5 giây, nhìn em bên ngoài có lẽ anh đứt ngay tấm hình đang face. Hey, em ăn tối chưa nhở, nếu rồi thì làm một ly. Anh chỉ muốn cởi mở hơn, đừng lo mình sẽ dại dột đi. Em là cô gái đẹp phải nói với em những lời hay ho, được ngồi cùng em khiến anh cảm thấy mình cũng rất si và này nọ. Bây giờ là bài Cơn mưa ngang qua. Sẽ chơi theo vòng hợp âm là la thứ, pha trưởng, đô trưởng và son trưởng. Còn đâu đây ba cô ca anh tặng em, tình yêu em mang cô lập đi bao nhiêu cô ca, và còn lại đây đôi môi đau thương trong màn đêm. Phải lẻ loi mình bước qua niềm đau khi em rời xa, cơn mưa lại thêm thêm lại thêm sẽ đi, không gian ngập tràn nụ cười. Nhìn lại nơi đây bao kỷ niệm giờ chìm xuống. Lặng thầm một tình yêu ha. Cũng vòng hợp âm la thứ pha đô so luôn. Khi nắng phai nhạt cuối sân, còn tim ngỡ nào trong lòng rất nhớ em. Em ơi, khi lòng chót yêu, trong đêm cô đơn ngàn lúc sạt sao. Ngàn tình yêu, người yêu ơi, rằng trong tim đôi ta nguyện mai sau. Người yêu ơi, một lòng không phai, lòng muốn nói rằng hết kia, thề sẽ mãi yêu trọn đời không hề đổi thay. Tình khó nói, nhiều sóng gió, nào biết trước trên đường đời bao điều đổi thay. Tình là chi, đời là chi, toàn buồn đau, tình sẽ chết, đời sẽ hết. Buồn chán ngắt khi cuộc tình mang nhiều đắng cay. Tiếp theo là bài Đưa nhau đi trốn, cũng cái vòng hợp âm giống vậy luôn. Bố em hút rất nhiều thuốc, mẹ em khóc mắt lệ nhòa. Bố anh thì đi lại, còn mẹ anh gọi điện thoại đến từng nhà. Nhiều ngày rồi mình không về, không liên lạc được gì cả. Chị vòng vệ mảnh giấy đừng lo, đêm nay con đi chơi xa. Hey, em ơi đi trốn với anh, mình đi đến nơi có biển bạc núi xanh. Chạy con xe anh cho em trong tràn, mình phóng thầm mắt ngắm chân trời mới toan. Mình ngủ một giấc mà không cần báo thức. Rồi đó, cái tốc độ bài này cứ là bát 3 2 3 1 3 2 3, bát 3 2 3 1 3 2 3, ổn định cho cả bài. Rồi các bạn rap nha. Bài tiếp theo là bài Thu cuối. Ở khúc đầu các bạn cứ rải, mỗi hợp âm rải xuống cái thôi. Cho bao nhiêu thu nay bay xa, hơn đêm khi thu đưa em qua. Đã từng ngọt ngào rồi nhận đắng cay vì anh. Thu phân tóc em mà mình nàng gió vương trên mi ai là dù con phố nhỏ, nhẹ nhàng đầu đầy mùi hoa sữa đó.
Ok, như vậy là xong cái bài nhạc Việt. Bây giờ mình sẽ đến với một số bài nhạc tiếng Anh nhé. Ví dụ như là bài The Show ha. Đô trưởng này, son trưởng, la thứ rồi qua pha trưởng. Các bạn có thể chơi điệu blue ha. Bát móc đập móc, móc đập móc, bát móc đập móc, móc đập móc. Các bạn đánh nó nhanh hơn chút nè. Bát móc đập móc, móc đập móc. Đó, đánh với tốc độ đó và một hợp âm mình lặp lại công thức là hai lần nha. Bát móc đập móc, móc đập móc, bát móc đập móc, móc đập móc. Bắt đầu từ cái chỗ mà but I don't know why, xong đến đó đến qua mấy cái khổ tiếp theo là lúc này mỗi hợp âm các bạn đánh một lần công thức thôi. Nguyên cái khổ mà slow it down là đánh một lần công thức nha. Các bạn quan sát lại nè. Slow it down, make it stop, else my heart is going to pop. Cause it's too much, yeah it's a lot to be. Khúc này các bạn lại lặp lại giống như khúc đầu là lại mỗi hợp âm đánh hai lần công thức. Rồi bài tiếp theo, bài này thì cũng rất là dễ, đó là bài Apologize và các bạn chỉ rải ballad cho cả bài nhé. La thứ này, pha trưởng, đô trưởng và son trưởng. I'm holding on your row, got me 10 feet off the ground. I'm hearing what you say. Bài tiếp theo là bài Faded. Thì bài này mình sẽ chơi la thứ, pha trưởng, đô trưởng, son trưởng. Cũng rất là dễ, mình rải ballad thôi ha. Cái hợp âm la thứ đầu tiên các bạn đánh dây bass xong rồi mình mới bắt đầu hát nha. You were the shadow to my life, do you feel another star? Theo là bài I'm Yours. Bài này mình sẽ chơi theo vòng đô trưởng, son trưởng, la thứ và pha trưởng nhé. Và nguyên một bài này các bạn có thể sử dụng một điệu blue thôi cũng được. Và một hợp âm thì các bạn sẽ lặp lại hai lần công thức. Và mình đánh nhanh một chút. Bát móc đập móc, móc đập móc, bát móc đập móc, móc đập móc, bát móc đập móc, móc đập móc. Rồi qua tới bài cuối cùng nè, đó là bài You Are My Sunshine ha. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray.
câu mà please don't take my sunshine away thì cái đô trưởng qua son trưởng các bạn sẽ đánh một nửa đầu của công thức thôi. Đô trưởng nó sẽ là bát 3 2 3, xong qua son trưởng là bát 3 2 3. Tương tự mấy cái khổ kia cũng đến cái chỗ chuyển hợp âm nhanh như vậy thì mình sẽ chỉ rải một nửa đầu công thức thôi nhé. Làm lại nè. Please don't take my sunshine away. The other night as they are sleeping, I dream I hold you in my arms. When I walked in, I was mistaken. So I hung my head and cried. I'll always love you and make you happy. If you will only say the same. But if you leave me to love another, you'll regret it all someday. Ok, như vậy là clip của mình là đến đây là hết rồi. Clip này cũng khá là dài, chắc là cái clip dài nhất trước giờ Dung hướng dẫn luôn á. Hy vọng là các bạn sẽ tập thật là tốt nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo nhé. Bye bye.